thơm quá trời thơm. Còn bát ngát thôi. Hello, xin chào tất cả các chào bạn. Chào các bạn. Các bạn hôm nay thấy hai vợ chồng mình mặc hai cái áo có nổi không? Cái này là chìm không nổi luôn đó các bạn. Đây, hôm nay hai vợ chồng mình mua một bọc cách rô, rô đồng các bạn ơi. Rất là ngon nha. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm món cách rô đồng chisu. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây, mình sẽ đổ cá ra cho các bạn xem. Wow. Được mấy con ta? Nhìn cái này làm nhớ cái cảnh tắt đều quá anh. Ê, nhảy ra ngoài luôn. Này giống tắt đều quá à. 4, 6, 8, 10, 12 con các bạn ơi. Hôm nay hai chồng mình sẽ chiên xù ăn các bạn ơi. Cái này là cá rô đồng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa sạch các bạn. Rửa sạch với lại mình bỏ bụng. Bỏ bụng cho sạch sẽ. Thôi, vậy thì để nguyên mình chiên xù rồi. Mà rồi. Sau một hồi lăn lộn thì chồng mình cũng đã lấy ruột được hết mấy con cá rô các bạn. Các bạn để ruột ăn cũng nhiều người ta cũng khen béo rồi. Mà cái rô đồng này nó sạch sẽ lắm các bạn. Nó không có dơ gì mấy. Còn là mỡ không à. Bây giờ chồng mình sẽ rửa muối với chanh các bạn để khử nhớt của nó các bạn. Khử tanh. Không bị tái vậy nha. Coi chừng cái ấy nó đâm đau đó. Dạ. Đó, ghê chưa. Giờ mình sẽ nêm một chút xíu muối và bột ngọt các bạn. Để khi mình chiên lên cho nó giòn đỡ bị cái vảy á. Cái gì? Dính cái vảy vô chảo á. Thì nó bị đỡ văng á. Để xíu bột ngọt bạn ơi. Cho nó đậm đậm vị luôn các bạn. Rồi. Sẽ đậm lên. Chúng ta hãy để ướp khoảng 5 phút thôi các bạn. 5 phút là được các bạn. Hai vợ chồng mình sẽ thả cá vô trước các bạn ơi, để em thôi nó văng vậy đó. Nó nổ. Đó. Đó, bắt đầu nó nổ rồi các bạn ơi. Chả này vừa không ta? Nó chiên hai mẻ hả? Chắc chiên hai mẻ rồi. Chả này cũng không nổ quá. Về chắc nửa đó anh, cái kia để mẻ sao đi. Đó thì nổ các bạn ơi. Rồi mình sẽ lật cá các bạn. Trời ơi, nhìn nó giòn giòn đó em, nhìn ngon quá. Nhìn cái thịt cá mà nó thả ra thì hấp dẫn ghê. Cù nó mẻ. Được không? Giờ ấy giờ lật cho. Ngon bây giờ. Được rồi. Trời ơi, nhanh nhát mà được rồi, được rồi, được rồi. Thịt cần thịt cá nó cũng nhiều các bạn. Rồi. Rồi đó. Còn nữa nó vàng nữa. Các bạn thấy thì nó đã giòn dữ lắm nữa bạn, nếu mà chiên lâu nữa là nó mất thịt luôn á. Thơm quá trời thơm. Còn bát ngát luôn. Giờ mình sẽ gắp mấy con ở giữa nó đã chín rồi các bạn. Chín giòn hết rồi các bạn ơi. Mình sẽ gắp ra ngoài nha. Mình sẽ để ngoài này cho nó thấm bớt dầu mỡ đi các bạn. Cá chín hết rồi các bạn ơi. Mình gắp ra luôn các bạn. Giờ mình sẽ gắp bếp nha. Rồi nhìn nó giòn.
cái trộn nó xíu cá nhảy. Ở nhà mình lúc nào cũng có sẵn một cái keo nước mắm chua ngọt hết các bạn. Đây là gừng hết các bạn. Mình chỉ cần giã gừng mình bỏ vô nữa là xong. Nè, mùi gừng nó thơm. Xong các bạn ơi. Mình sẽ bỏ gừng vô trong cái chén này các bạn. Nước mắm chua ngọt vô. Nào mình cũng có sẵn một cái keo nước mắm này, các bạn nhìn thấy ngon chưa? Keo nước mắm chua ngọt. Hai nhà hai cho mình rất là hay ăn nước mắm các bạn. Nên mình làm sẵn một keo mình để trong tủ lạnh các bạn. Ngon quá. Cái này nước mắm nhiều chấm mới đã các bạn ơi. Đó. Nửa đi. Trời, nửa luôn hả? Chấm mới rau sống mà. Wow. Chảy nước miếng chưa? Đó, cái gừng nó ra nó the nữa nha các bạn. Quá trời thơm. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Văn Kinh Channel. Wow, thấy hương đồng cỏ nội chưa các bạn? Nhìn đó, thấy rất là ngon. Trời đang mưa nè. Trời đang chuẩn bị mưa, nhà mình đã gỡ hạt mưa các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cơm trưa luôn các bạn ơi, quá bụng quá rồi. Rất là ngon, thank you anh. Mời các bạn ăn cơm nha. Đây là chén món gừng các bạn. Có lô đồng hả? Hai vợ chồng mình cũng rất là thích ăn món này bạn. Trên đây là toàn bộ cái rau sống. Cá nào đây? Cá nào bìa đây, cá nhỏ nè. Ôi. Ăn gì nè? Chấm sạch sạch nước mắm gừng. Giòn dữ rồi. Rất là giòn à. Rồi. Ngon quá. Gừng nhiều hơn, gừng hơi to. Phải ấy anh ăn miếng gừng ngon. Chảy miếng gừng. Mời tất cả bạn ha. Sau một hồi vợ chồng mình chiên lại cá các bạn ơi, thì nó nguội á, ăn cảm giác nó không ngon á. Đúng rồi. Nó mà xương quá. Mình chiên lại cho nó giòn. Nóng. Chiên lại giòn này. Nóng quá không biết sao ăn. Chiên lại mới chiên mà. Giờ nóng quá. Nóng hổi luôn á. Mà ngon, nóng gì ăn mới ngon các bạn ơi. Nãy mình đem lên đây cái nó nguội à, nó mất ngon. Mất cái độ nóng. Ngon dữ quá nha. Ăn cũng ngon à. Ôi. Cho nguyên con về cắn mới đã. Nóng quá. Nấm của nó tăng độ ngon lên luôn các bạn. Gì mới ngon. Nấm mềm quá. Cá khi mà để một hồi là nó sẽ mềm mềm ra các bạn. Ngon không phải không? Nãy để nó mềm quá. Nó nguội. Nguội. Ăn cái gì phải nóng nóng nó mới ngon các bạn. Không có rau xà lách to nó khó cuốn quá. Nhỏ quá. Ngon.
thịt của cá đồng, bởi vì hỏi sao nó không mắc các bạn, rất là dai, rất là ngọt. Ừ. Sườn hả? Ừ. Cái này nó hơi to, nếu mà nhỏ nhỏ là ăn là vừa ngay đầu nhai xương quá, ngay đuôi luôn. Rút kinh nghiệm mai mốt một cái dí dí nữa mà. Hồi chợ là sáng cái cỡ tầm 7 không thì hay nhỏ nữa. Ừ. Nhiều loại đó. Nhiều loại hả? Ừ. Nhỏ có không? Có. Trời ơi, mua cái nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ mới ngon. Quên các bạn. Cái này chuối là kho là ngon nè. Phải, nếu mà chiên á là em phải lượm mấy con tầm tầm nhỏ nhỏ chút xíu nữa, chiên nó mới giòn mới nhai được đầu xương luôn, đầu lột đầu với đuôi, nó đầu xương hoài ăn nó mới ngon. Mình quên các bạn, là sáng đi chợ lượm còn phải lượm mấy con bự bự, chợ bự chứ kho thôi, mấy nhỏ nhỏ mới ngon. Cầm với mấy bà nữa chạy chợ là càng bự càng tốt. Nếu mà như con cỡ này à, nhỏ chút xíu nữa là ăn được, ăn nguyên con á. Ngon quá. Nè, em thấy ông xương nó bự gì sao mà nhai được mà nguyên cái khúc mình của nó được. Chấm miếng gừng ngon quá. Em dễ xương không ạ? Xương không vậy? Xương quá thì xương các bạn ha. Mấy con hơi bự bự nó xương nhiều. Thì cá rô mà xương mà phải lựa mấy con nhỏ á, trời ơi, chiên giòn lên là làm nhậu cũng ngon, làm gì cũng ngon nhá. Rồi nó ở giờ trồng lạc xương quá trời luôn. Rút kinh nghiệm, lần sau các bạn có ăn á, mua con nhỏ nhỏ thôi, chiên xù lên ăn mới ngon. Còn mấy con này thì phải dẻ xương ra. Con cá thì bị lông các bạn. Không ngon. Anh cho em xin miếng cơm nè. Khá là quá ngon. Trời ơi, nó còn lên khói nè. Mời các bạn chấm như nước mắm. Nước mắm cay cay chua chua ngọt ngọt, thơm thơm mùi gừng các bạn. Bỏ vô miệng. Ngon quá. Nhờ tự các bạn, xương quá. Có nói chung là nó hôm nay vợ chồng mình nói chung là đi chợ chưa biết lựa cá, dành lựa lượm sạp thì có nhiều loại cá, cá to cá nhỏ cũng có, mà lựa cá thì
to các bạn, cũng to nó cũng vừa. Cá này nếu mà các bạn kho mới ngon, còn như mà cá phải nhỏ chút xíu á, các bạn mua vậy các bạn chiên giòn gì đã mới ngon, là ăn là cả xương cả đầu cả đuôi luôn chỉ mới ngon. Thôi thì video mình đến đây kết thúc ha. Các bạn nào thấy nói chung là món hôm nay cũng không đặc sắc gì mấy, nói chung là chỉ có những món đơn giản dân dã ở miền Tây mình thôi các bạn. Thì các bạn nào yêu quý hai chồng mình nhớ ủng hộ hai vợ chồng mình ha, cho vợ chồng mình xin một like, một share, một ký, và nhớ rung chuông bên phải màn hình ha để ủng hộ hai vợ chồng mình. Mỗi lần vợ chồng giao video á thì tất cả các bạn đều nhận được tất cả thông báo luôn ha. Tạm biệt các bạn, tạm biệt. Lần nào hai vợ chồng tạm biệt xong cũng cắm đầu ăn. Làm dài quá không ai xem nữa. Ngon. Tắt cái bàn nữa.